tay. Nếu mình đánh bằng hai tay này, đấy này, mọi người để ý này. Nếu mình đánh bằng hai tay thì mình sẽ đánh là mình sẽ phải nhanh hơn. Đấy, nó khác một chút xíu. Nhưng nếu mình hai tay thì nó sẽ thuận hơn này. Thuận hơn bởi vì nó cùng đều ấy. 1, 2, 3, 4, 5. Khác với này 1, 2, 3, 4, 5. Nhá, ok, đấy. Nào, đến này, làm này. Rất dễ. Đây, em làm này một lần này. Mọi người nhìn nhé. Hàng làm bên này lên trước.
Đây chúng chào cờ. Chào cờ, chào. Thank you.
Nguyễn Minh Dương, Quang Tị Huế, Đông Văn Hào. Đứng sau đây nhau nhá. Chị Linh ra là thêm. Lấy các bọn đỏ nhé.
Thôi.
Thank you.
sao em cầm cái của bạn rồi trống ấy. Dạ, của chị, sao mà em cầm nhá. Của chị ạ.